Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. Last week, we introduced you to the coconut, the tree which provides all the necessities of life. Did you know that it is also the main ingredient in almost all the sweet soups and vegan cakes in Âu Lạc, also known as Vietnam? Today, we will show you how to make them. Watch on to find out more. Today's show will be presented in Âu Lạc Seas, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Âu Lạc Seas or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Kính chào quý khán giả nhân ái, tôi là Thiên Ngân từ quốc gia Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Người dân hòa nhã chúng tôi cầu chúc quý vị luôn được Phật trời che chở. Âu Lạc, một đất nước xinh đẹp, tọa lạc ở vùng Đông Nam châu Á, với khí hậu cận nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi với rau xanh, quả ngọt thơm ngon trong suốt bốn mùa. Tùy theo điều kiện khí hậu và sở thích ẩm thực của từng vùng, người dân địa phương đã khéo léo sáng tạo nhiều món ăn đậm đà hương vị. Thật vậy, trong một buổi thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1991, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đặc biệt ngợi ca tài nguyên phong phú của Âu Lạc. Đất Việt Nam mình giàu nhất nhì trên thế giới. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết. Việt Nam cái gì cũng có. Nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn. Trái cây nhiều, thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây. Đi Bình Dương, đi Long Thành á, lúa Việt Nam gạo tám thơm nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới. Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc yêu chuộng hòa bình. Trong phần 1 của chương trình Món quà thiên nhiên kỳ diệu, cây dừa, chúng ta đã được giới thiệu về cây dừa cũng như các sản phẩm từ quả dừa, bao gồm nước dừa tươi, cơm dừa, sữa dừa, dầu dừa, tất cả đều góp phần mang lại hương vị đặc sắc cho rất nhiều món thuần chay. Riêng tại Âu Lạc, Việt Nam, dừa không chỉ thăng hoa các món kho xào mà còn là thành phần chủ yếu trong hầu hết các món chè và bánh thuần chay. Kính mời quý vị theo dõi cách làm món chè ngũ sắc và bánh bò hấp dẫn mà chúng tôi gửi đến trong chương trình hôm nay. Trong
Chào các bạn, hôm nay Mai xin giới thiệu đến các bạn món chè ngũ sắc. Nguyên liệu cho món chè ngũ sắc gồm 200g nước cốt dừa, 100g bột rau câu, 200g đường, 1 bát to nước, 200g bột năng, 100g mít thái sợi, 100g lạc đã rang chín và giã nhỏ, 100g dừa nạo sợi, 1 củ dền đỏ, 1 ít hoa đậu biếc, 1 ít lá riềng, 1 ít nhụy hoa nghệ tây. Nấu món chè ngũ sắc gồm 3 bước. Bước thứ nhất là nấu nước chè. Dùng 200g nước cốt dừa đun sôi với 1 bát nước và 3 thìa đường. Thêm chút bột năng hòa tan với nước để tạo độ sánh. Bây giờ chúng ta nấu thạch rau câu nhé. Trước tiên chúng ta chuẩn bị 4 chén nước màu thiên nhiên. Để có màu xanh đậm, chúng ta dùng hoa đậu biếc ngâm với nước lọc bọt bã. Để có màu đỏ, chúng ta dùng củ dền đỏ xay với nước lọc bọt bã. Để có màu vàng, chúng ta dùng nhụy hoa nghệ tây ngâm với nước lọc bọt bã. Để có màu xanh lá, chúng ta dùng lá riềng xay với nước lọc bọt bã. Các bạn cũng có thể mua các màu thực phẩm thiên nhiên bán tại các siêu thị địa phương. Bây giờ, để làm món thạch màu xanh đậm, chúng ta đun sôi nước màu xanh với đường và bột rau câu. Sau đó đổ rau khuôn để nguội. Các thạch màu vàng, đỏ, xanh lá chúng ta cũng làm y như vậy. Giờ chúng ta sẽ làm sợi bột năng. Chúng ta đun 3 thìa đường với 1 bát nước. Mình đổ vào bát bột năng, nhồi kỹ. Rồi chúng ta luộc chín sợi bột năng. Chúng ta thái thạch nhỏ vừa ăn. Giờ chúng ta chuẩn bị ly chè ngũ sắc nhé.
cho một ít lạc rang, sợi mít và dừa nạo vào. Rồi dưới nước chè lên. Thế là chúng ta đã hoàn thành món chè ngũ sắc. Trông thật hấp dẫn, chúng tôi sẽ đi thưởng thức món chè ngũ sắc này ngay bây giờ. Xin quý vị tiếp tục theo dõi truyền hình Vô Thượng Sư, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Chào mừng quý vị trở lại với món quà kỳ diệu của thiên nhiên, cây dừa, phần 2 của 2 phần. Sau đây, chị Mai sẽ trình bày cách làm món bánh bò hấp, một trong các món bánh truyền thống của Âu Lạc, với nguyên liệu chính là nước cốt dừa. Mai rất hân hạnh được giới thiệu đến các bạn món bánh bò hấp. Đây là món bánh mà Mai rất yêu thích từ thuở còn bé cơ. Nguyên liệu món bánh bò hấp bao gồm 140g bột gạo tẻ, 60g bột năng, 2 thìa cà phê bột nở, 100g đường, 170ml nước dừa tươi, 200ml nước cốt dừa. Để thêm màu sắc cho bánh bò, ta có thể dùng màu xanh của lá giềng, màu hồng của củ dền và màu vàng của nhụy hoa nghệ tây. Ta trộn bột tẻ, bột năng, bột nở và nước dừa tươi, nhồi kỹ. Bọc màng bọc thân thiện môi sinh và ủ 30 phút. Ta đun nước cốt dừa với đường. Đổ vào phần bột đã ủ, ủ thêm 30 phút nữa. Bây giờ ta đổ vào khuôn, hấp khoảng 15 phút. Để làm bánh bò màu xanh, ta cũng làm như công thức trên, nhưng khi trộn với nước cốt dừa, ta thêm chút màu xanh vào. Mình làm tương tự vậy với các màu khác. Thank you.
vậy là ta có món bánh bò thơm ngon nhiều màu sắc. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the five-colored sweet soup, vegan, the ingredients are 200 grams of coconut milk, 100 grams of agar agar, 200 grams of sugar, a big bowl of water, 200 grams of tapioca starch, 100 grams of shredded jackfruit, 100 grams of crushed roasted peanuts, 100 grams of shredded coconut meat, 1 beetroot, some bean flowers, langal leaves, some saffron. For the vegan coconut rice cake, the ingredients are 140 grams of rice flour, 60 grams of tapioca starch, 2 teaspoons of baking powder, 100 grams of sugar, 170 milliliters of fresh coconut juice, 200 milliliters of coconut milk. Quý khán giả hân hoan, cảm ơn đã cùng đồng hành trong chương trình hôm nay. Tiếp theo là ban trải tình thương và giúp đỡ nhau vì một thế giới hòa bình, phần 4 của 4 phần, tại đây trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cầu mong những khát vọng tâm linh dẫn dắt chúng ta hướng đến lối sống từ bi và hiền hòa hơn trong tình thương của Thượng Đế. Cheerful viewers, thank you for joining us on today's show. Up next is Spread Love and Help Each Other for a Peaceful World, Part 4 of 4, here on Supreme Master Television. May spiritual aspirations guide us towards a gentler and compassionate lifestyle in God's love. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/veg and suprememastertv.com/schedule.